Xin được chào ca sĩ Đông Đào Chào mừng chị Bây giờ chúng ta bắt đầu nói về những câu chuyện cho ngày đầu năm Tết Dương Lịch Toàn thấy là ở người Việt Nam mình á Ví dụ như là khi ở trong năm đi Thì mình hỏi là um, định là cái chuyện đó chừng nào làm thì họ hay trả lời là để sang năm đi. Đó. Để, hay quá vậy? Là chị cũng hay vậy luôn hả? Ờ ừ, cái nó để để qua Tết đi. Đó, để. tức là để qua năm giống như là qua năm qua một năm mới thì nó giống như là mình có nhiều cái khởi đầu mới để mình làm giống như dễ hơn. Còn bây giờ thôi cứ ăn chơi tàn tàn đi rồi qua năm ăn làm việc. Giờ đó là cái quan niệm thường như vậy. Vậy thì Với chị đông Đào Mình bước sang năm 2020 chuyện như mình nghe một cái, cái số nó rất là lớn đúng Sức không? số lớn quá. Dạ. thì những cái dự định của chị đào sẽ là gì? thì thông thường tết thì đông đào lại là uh, trước tết là phải chuẩn bị những cái bài hát để chuẩn bị tết nè, hoặc là chuẩn bị những cái nhạc beat để mình thu âm, để mình chuẩn bị quay mv để phục vụ tết cho bà con. là Và chị chị đang nói là tết tây hay tết ta? tết tây tết ta vậy phải chuẩn bị hết trơn mùa tết vì nào mình cũng phải, tết 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 chuẩn bị. Nào cũng phải chuẩn bị hết. nhưng mà nó có khác gì nhau không chị? khác chứ tết tây thì chúng ta hát nhạc tết tây à, <laughs> còn, còn tết ta tết ta thì hát nhạc tết ta à, đôi, tại yeah. vì tết tây là tết tết tây tại việt nam nào giống như tết ta nhưng mà tết tây nó nó tây hơn là tết ta hay quá <laughs> khi mà mình đi hát xuân á yeah. như, ví dụ như người ta mời những cái show mà tết tây thì á, nếu như mình mặc áo dài mình hát nhạc mỹ thì mình hát không phải sở trường của mình à, đó là những cái câu chuyện về âm nhạc của chị đúng không nè và thật ra khi mà tết tây á tết dương lịch thì chúng ta thường hay là theo dõi những cái phong tục tập quán chị đã biết không? thật ra là toàn ước như nè làm sao mà ví dụ như gần đó mình ừ. biết là mình sẽ ở những cái vùng địa lý khác nhau nó sẽ có những cái múi giờ nó khác nhau làm sao ví dụ như là mình đi qua mỹ đi để mình đón giao thừa mỹ rồi tới qua tới úc đón giao thừa úc qua tới canada ví dụ mình chạy vòng 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 em mỹ chắc mấy ngày ngày nào mình cũng đón giao thừa xong sẽ hấp dẫn lắm sẽ hấp dẫn chứ dạ. tại vì á các nước trên thế giới nè ví dụ như là sẽ có những nước cùng đón giao thừa cùng một giờ dạ. đó là cùng múi giờ đó dạ. thì họ đón giao thừa cùng một giờ nhưng mà đầu đào thì đào có cái cơ hội đi rất là nhiều nước thì cũng được đón giao thừa cũng nhiều nước ở ngay, ở ngay, nước trong, đây. Dịp ngay năm. trong dịp cuối năm bản dạ. thân toàn thì em đừng theo dõi trên tivi tại vì em không có được điều kiện như chị đó chị đào <laughs> dạ. em em coi qua tivi thôi dạ nhưng mà được cái coi qua tivi thì em coi được nhiều nước hơn những cái phong tục tập quán được truyền hình khắp nơi và quan trọng là mình bắt đầu nghe ừ. những người việt ở dạ, khắp nơi khắp bắt đầu nói về một năm mới và nỗi nhớ quê nhà khi cái tết sẽ đến sát ngay sau tết dương lịch đúng vậy đền toàn nói như vậy thì đông đào mới nhớ lại mình cũng đã từng ăn tết xa quê dạ. và và đông đào cũng cũng cảm nhận rằng bà con người việt mình xa xứ đó dù là tết tây dạ. nhưng mà người ta lại hưởng một cái tết giống rất giống tết của truyền việt nam mình dạ. họ cũng ngồi với nhau bạn bè cùng trao chia sẻ những công việc nửa năm qua như thế nào một năm có thành công hay không Đó. Thôi thì bắt đầu cái người nào mà chưa được vui Chưa được thành công lắm Thôi thì hy vọng một năm mới dạ. May mắn May mắn và thành công hơn Và Đình Toàn cũng xin được gửi lời chúc đặc biệt Đến với những người Việt xa xứ Những người Việt đang hưởng một cái Tết Tây Ở nơi đất khách Nhưng vẫn luôn luôn trong ngóng về quê nhà Chúc quý vị và cả tất cả khán giả Của chương trình Làng Hài Mở Hội Mừng Xuân nữa chúc quý vị một năm mới nhiều thành công với rất nhiều những khởi đầu mới và sẽ ngày càng thành công và thành công hơn cảm ơn quý vị và cảm ơn ca sĩ đông đảo